còn muốn mẫu tử phạm thì không thể có kết cục khá hơn. Phép tắc của tiên tổ đặt ra là của chung cho thiên hạ, không phải của riêng ngươi. Tất cả quãng đời còn lại ta sẽ bù đắp cho nàng. Quãng đời còn lại là đến bao giờ? Đối với tất cả những người đàn bà khác, Đức Kim Thượng là vua, nhưng đối với thiếp, người là chồng. Điều hối hận nhất trong cuộc đời ta là đã sanh ra một đứa con gái vô dụng như mày.